chiếc bút mà mình được tặng 300 dam cơ. Trời ơi, dăm ba mấy cái cơ bút này mình đâu có ngại đâu. Miễn là các bạn giúp cho mình một like thôi, các bạn vui là được. Chào các bạn nha, Happy Gamer đây. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Save Your Princess. Nếu mà được dịch sang tiếng Việt thì nó có nghĩa là hãy cứu công chúa của bạn đi. Yo, trong cái thế giới chết tiệt này, chúng ta cần phải đi giải cứu các cô công chúa. Thế là chúng ta cần phải đánh nhau với những kẻ xấu ư? Mình cũng không biết nữa. Không sao cả, mình sẽ dẫn các bạn đi khám phá cái thế giới chết tiệt này mà. Thế thì phải giúp cho mình một like nha. Bấm đăng ký kênh và bấm một cái chuông kế bên nữa. Mình đều ra video mới vào lúc 6 giờ chiều mỗi ngày, nên là các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên thôi. Còn bây giờ thì trong ngày hôm nay, Happy Gamer của các bạn đây sẽ trở thành một siêu hoàng tử để mà đi cứu công chúa của đời mình. Siêu, các bạn không nghe nhầm đâu, các bạn có thấy thứ gì trên tay của mình không? Đúng vậy, nó là siêu vũ khí đó các bạn ạ. Những kẻ nào dám cản bước mình đi đến với công chúa, mình sẽ khiến cho chúng nó qua đời bằng cái khúc gỗ chết tiệt này. Let's go. Ở chỗ này chính là nơi giam giữ công chúa của mình đúng không? Để mình bước vào đây xem coi những kẻ nào dám cả gan như vậy nha. Ok, chúng ta còn 3 giây đếm ngược nữa để xem coi chúng ta sẽ gặp những kẻ nào xấu xa như vậy dám cướp công chúa của mình. À, thằng này hả? À, mày làm sao? Bành sát thằng này nữa đúng không? Dâm mấy thằng này, mình khiến cho chúng nó qua đời mình còn lụm được tiền nữa các bạn ạ. Đây là cửa số 2 ư? Làm sao? Trời ơi, nó còn tấn công mình ngược lại nữa các bạn ơi. Dám cướp công chúa của mình hả? Let's go. Nếu mà chúng ta bước qua nhiều cửa hơn thì chúng nó xuất hiện rất là nhiều luôn, tặng 7 đứa như thế này ư? Làm sao? Bành sát. Oh shit, mình có người giúp đỡ nè các bạn ơi, quá là kinh khủng luôn. Mình chỉ còn có 45 máu thôi là mình sẽ bánh xác rồi ư? Không sao, chúng ta sắp đạt được cấp 2 rồi. Làm sao? Đó, lên cấp mình lại full máu. Hãy xem sức mạnh của khúc gỗ mình đây. Let's go để xem coi. Với chỉ số hiện tại như vậy thì chúng ta sẽ đi được bao xa nha. Huy, chém. À, mình có thể đứng tại chỗ để mà tự chém nó nè các bạn ơi. Chúng nó cứ đợi đây và chúng nó sẽ banh xác mà thôi. Các bạn có thấy được sức mạnh của siêu vũ khí chưa? Quá kinh khủng mà. Cái gì vậy? Chúng ta có tới tặng 140 ải lần nữa các bạn. Công chúa của mình nó sẽ ở đâu trong 140 cửa này chứ hả? Oh my god. Thôi được rồi, chúng ta hãy cố gắng. Đến đâu được thì đến nha. Trời ơi, mình chỉ còn 15 máu rồi các bạn ơi, là mình sẽ banh xác mất. Có ai đó tiếp mình được không? Những kẻ khổng lồ này quá kinh khủng. Đâu? Lên cấp các bạn ơi, let's go. Máu mình lại đầy nữa rồi. Dâm ba mấy thằng khủng lồ này, mình đâu có sợ đâu. Khi mình đạt được cấp độ lớn hơn thì chúng ta sẽ có thể cộng vào chỉ số hả? Mình sẽ cộng hết vào sức khỏe nha. Đó, máu mình sẽ nhiều hơn các bạn ơi. Let's go. Làm sao? Ui, trời ơi, nó đông quá các bạn ơi. Đông kinh khủng luôn. No. Mình chỉ còn 5 máu thôi là mình sẽ banh xác rồi các bạn ạ. Oh no. Ôi ơi, hành trình cứu công chúa của mình đã thất bại rồi. Để sao mình lại yếu đuối đến như vậy nhỉ? Thế thì mình có thể bảo vệ được ai hả các bạn? Quá là buồn luôn. Không được rồi, nếu mà mình yếu đuối như vậy thì mình cần phải đi luyện tập mà thôi. Ừ ha, mình khiến cho chúng nó qua đời thì mình có được tiền nè. Mà tiền trong thế giới này để làm cái gì vậy các bạn? Oh shit, ở đây có những quả trứng gà nè. Trứng này có 50 đồng hay sao? Quá gà. Để xem coi quả trứng này sẽ nở ra cho mình cái gì. Nó nở ra một quả kiếm các bạn ơi, hiếm luôn hả? Là nó xịn lắm đúng không? Nó cộng cho mình tầng 8 đam các bạn ạ. Trang bị tốt nhất cho mình. Mua thêm một trứng nữa nha. Let's go. Trời ơi, được một thanh kiếm không phổ biến, chỉ còn có 6 sát thương thôi, quá là buồn luôn. Thôi được rồi, chúng ta vẫn còn một điểm nè, mình sẽ tăng vào sức tấn công lên nha. Đó, ủa cái gì đây? Bạn này đang chém một cái holy shit gì vậy các bạn? Ở đây có những con hình nào để chúng ta có thể đét vũ khí sao? Làm sao? Yo! Thanh kiếm của mình gây ra tặng 16 đam lần các bạn ạ. À, quá là kinh khủng luôn. Và cái công chúa gì đây? Mình có khả năng để mà triệu hồi ra một công chúa hả các bạn? Yo! Đây là công chúa của mình hả các bạn, đúng không? Holy shit! Yo! Mình đang bế công chúa trên tay nè các bạn ơi. Như vậy là mình đã cứu công chúa thành công như vậy các bạn. Chúng ta vẫn còn bao nhiêu em để mình có thể cứu vậy? Oh shit, một em. Trời ơi, nhiều lắm các bạn ơi. Mình chán em này, mình sẽ kiếm em khác để mình đến mà cần phải tiêu diệt 300 con quái vật thì chúng ta sẽ cứu được em hầu gái này các bạn ơi. Holy shit, mình có động lực để mình đi chiến đấu với những kẻ quái vật rồi đó các bạn ạ. Thôi được rồi, mình sẽ đi bế công chúa để mình đi đánh nhau với bọn quái vật nha. Đó, đi thôi em ơi, let's go. Trời ơi, tặng 10 giây hả? Tại sao lại tốn thời gian tới như vậy? 3, 2, 1, let's go. Đó. Cái gì sao lên cửa 61 luôn rồi? Oh my god, chuyện gì vậy nhỉ? Tại sao mình lên cửa 61, 6 mấy luôn rồi các bạn ơi? Yo. Ây da, trời ơi, anh Luffy kìa. Oh shit, anh Luffy wow cả đá quá. Holy shit. Ui, hình như mình đang đi chung với Superman hay sao ấy các bạn ơi. Ui, núp. Mình sẽ đứng sau lưng. Yo, mình đang được vị thần tấn thế rồi đó, đang dẫn mình đi. Mình lên cấp 9 luôn rồi nè. Yo, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sức mạnh thần kỳ gì đây? Ui, để mình bới em công chúa để mà xem anh ấy chiến đấu nha. Holy shit, mình lên cấp mười mấy luôn rồi. Mình không hề làm một cái gì luôn á. Yo. Rồi, 65, let's go. Ôi, thằng Luffy này nó muốn cắn em anh ơi. Cứu. Trời ơi, sợ quá. Oh my god. Em công chúa này rất là thất vọng về mình luôn á các bạn à. Chắc là không sao đâu. Bồng em công chúa đi du lịch thôi chứ mình đâu biết làm gì đâu các bạn. Anh bạn này có cái auto fighting nè, bảo sao tự động chém luôn. Thôi thôi, mình cứ ngồi đây mình chiêu thôi các bạn ơi. 68 rồi, còn đi bắt cóc công chúa của mình nữa chứ. Đúng rồi, chơi nữa đi anh ơi. Let's go. Ôi, anh Luffy đánh em anh ơi. Cứu. Anh này đánh mình. Ấy da, chết mình rồi. Anh bạn kia đâu rồi? No. Trời
anh bạn kêu khóa kiếp mất tiêu rồi, bảo sao sức mạnh của mình đã không còn nữa. Thôi được rồi, dù sao thì mình cũng đã đạt được cấp độ 20 mà mình trắng cầm cái gì luôn ấy các bạn ạ. Tăng vô sức khỏe nè đó, và còn 10 điểm này mình sẽ tăng vô hết vào tấn công nha các bạn ơi. Và chuyến đi vừa rồi vì là mình không có tiêu diệt được một con quái vật nào hết các bạn ơi, cho nên là chả có em nào chịu vô vòng tay của mình cả. Quả trứng này tặng 5.000 tiền lên các bạn ơi, chúng ta sẽ cố gắng kiếm thêm 500 tiền để mà mua quả trứng đó nha, để xem coi là vũ khí của quả trứng nó sẽ kinh khủng lên như thế nào. Rồi 3, 2, 1 let's go. Đó, hãy xem vũ khí của mình đây. Qua cửa số 2 làm sao, tiếp tục. Ồ, nó có cái điện động chiến đấu luôn nè các bạn ơi. Ôi ôi các bạn ơi, mình đã đến được bọn siêu khổng lồ rồi. Trời ơi, bọn này đánh mình rất là đau luôn. Mình chỉ còn 450 máu thôi. Cửa số 10 rồi các bạn ơi. Chắc 3 mấy thằng khổng lồ này mình không có sợ đâu. Đâu bao nhiêu thằng nữa xuất hiện hết đi. Rồi chúng ta sẽ bước qua cửa số 11. Ui nó xỉn sang màu vàng rồi nè. Bây giờ mình sẽ đánh nhau với những con mèo chết tiệt này sao? Cái gì vậy? Lũ mèo đáng yêu này mình không muốn tiêu diệt chúng nó đâu. Tiền mình lên mới có 100 đồng thôi các bạn ạ. À, tiền ít quá à. Chúng ta cần nhiều tiền hơn. Tiếp tục nào, cửa số 14. Mèo khổng lồ. Holy shit, bây giờ chúng nó đã lên tới tặng 30 máu rồi. Dâm ba mấy con mèo này mình không có sợ đâu. Let's go, lên cấp 21 luôn các bạn ơi. Đó. Tiếp tục nào. Ôi, bọn mèo này bắt đầu nó xuất hiện rất là nhiều luôn các bạn ơi. 21 con mèo lận hả? Holy shit, cửa số 17. Để xem coi là với sức mạnh mới này chúng ta sẽ đi được tới cửa số mấy nha. Mình tự ý là tiêu diệt lũ này nó còn có gớt ra kim cương nữa nè. Mình không biết là kim cương trong thế giới này để làm cái gì ha. Thôi được rồi, để mình cố gắng đi cứu công chúa của mình đã, rồi chúng ta sẽ quay về để mà khám phá tiếp xem coi là chúng ta có thể làm được cái gì nữa. Dăm ba mấy con mèo khổng lồ này, làm sao mà chịu nổi thanh kiếm của mình. Đó, 4.700 đồng rồi các bạn ơi, chúng ta còn thêm 300 vàng nữa thôi là đủ tiền rồi. Ui mèo siêu khổng lồ hả, holy shit, bọn mèo này nó tặng 45 máu lên các bạn ơi. Chúng ta phải chém hai nhát thì chúng nó mới chịu banh xét các bạn ạ. À, cửa số 21 rồi. Bọn này là ai vậy các bạn? Mấy con một mắt này là anh shit trong đô hả? Holy shit, tại sao lại lạc qua thế giới này rồi, anh shit trong đô mà lại đi cứu công chúa của mình sao, thật là tồi tệ mà. 24 các bạn ơi, holy shit, anh shit khổng lồ này 60 máu lên các bạn ạ. À, quá kinh khủng. Họ nôn tiền ở đây. Làm sao? Chỉ còn 140 đồng nữa thôi. Ta đủ 5.000 tiền rồi. 27. Bây giờ là sẽ có 21 anh shit lần các bạn ạ. À, rất là đông luôn. Mà đông như thế nào thì mình cũng không có sợ đâu. Dăm ba mấy thằng này làm sao có thể cản bước được mình cứu công chúa hả các bạn? Chỉ còn thêm 80 đồng nữa thôi. Shit siêu khổng lồ rất nhiều luôn các bạn ơi. Oh my god, 55 máu nữa. 25 máu nữa các bạn ơi, mình sắp banh xác rồi. Mình sẽ chấp nhận số phận ở cửa số 29 sao? Thật là buồn các bạn ơi. No. Oh shit, đứt khúc rồi các bạn ạ. À, oh my god, mình chỉ thiếu 50 đồng thôi là mình đã có khả năng mua được quả trứng này rồi. Đây rồi, công chúa mặc đồ hầu gái đã có thể về vòng tay của mình rồi các bạn ơi. Holy shit, yo. Các bạn hãy nhìn đi, đây là tai mèo đúng không? Đuôi mèo nè các bạn ơi. Mình vẫn còn được thêm một em nữa mà nhờ. Kể gì đây? Gina. Trời ơi, em Gina này không biết nói gì luôn á các bạn ạ. À, hình như là nếu mình ôm em này để mà đi bước vào cánh cổng đó là mình sẽ đến được luôn cửa 21 ấy các bạn ơi. Đâu để mình bước cho thầy sợ coi nha. Let's go. Yo, đúng là tới cửa 21 luôn các bạn ơi. Thôi được rồi, hãy để em nó xuống nào. Mình sẽ cố gắng tiếp tục kiếm thêm 50 đồng nữa. Ở đâu? 20 đồng nữa thôi là chúng ta sẽ mua quả trứng mới nha. Bây giờ thì chúng ta hãy mua quả trứng này nào, để xem coi chúng ta sẽ được cái holy shit gì đây. Siêu nhân phẩm. Let's go, yo, một thanh kiếm hiếm luôn các bạn ơi. Cây này chỉ có 13% thôi đấy. Nó cộng với mình bao nhiêu? Tặng 70 các bạn ạ. À, quá là kinh khủng luôn. Ồ, đây rồi. À, kim cương để chúng ta mua thanh kiếm holy shit này với giá 500 lần các bạn ơi. Quá đắt luôn. Mình đâu có đủ tiền đâu. Thôi được rồi. Ở bên này nó có cái gì nè? Hình như là chúng ta cần phải tham gia cái nhóm của nó thì mới có thể lượm được cái gương này hay sao các bạn ơi. Yêu cầu bình thường. CL Chain Simulator. Và đây là cái group của nó nè các bạn ơi. Rồi group, và nếu như bạn nào không biết á thì mình cũng có một cái group H3 Fan Store mình lập ra cho các bạn fan cứng tham gia, cũng đã hơn 31.000 bạn tham gia rồi. Và cái group của mình á cũng có bán quần áo nữa nha, cho nên nếu bạn là fan cứng của mình thì có thể ủng hộ cho mình một cái áo nha. Mình sẽ sử dụng cái số group đó ra để mà đầu tư cho những video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Còn bây giờ thì hãy lượm cái quà chất tiệt này nào. Let's go. Đó, trời ơi, lại được thêm một quả trứng gì nữa rồi các bạn ơi. Show huyền thoại luôn hả? 13 đam hả? Sao nó lại có cái số đam kinh khủng nó như vậy nhỉ? Mình nhìn thôi là mình đã muốn chạy trốn rồi đó các bạn ơi. Thôi vì nó quá kinh khủng cho nên mình không có khả năng cầm nó trên tay được. Và bên này nó có cái gì nè các bạn? Cầu chì vũ khí là sao? À, chúng ta có thể ép hai cây vũ khí lại với nhau để thành một cây xịn hơn. Nhưng mà mình chỉ có một cây thôi. Đây rồi, lũ chết này. Làm sao? Thấy sức mạnh của mình chưa? Sợ chưa? Holy shit, một chém tặng. Ủa? Mình đã trang bị thanh kiếm này chưa vậy? Trời ơi, mình vẫn chưa trang bị thanh kiếm này vào hả? Bảo sao thấy nó yếu yếu. Đây, 121 đam các bạn ơi, quá kinh khủng luôn. Shit, khổng lồ của chúng tôi. Thôi được rồi, tại vì sức mạnh của mình nó quá kinh khủng, cho nên là mình sẽ đứng ở đây để mình chém thôi nha. Có thấy gì trên tay của mình không? Thanh kiếm hơn 100 đam đó, lại gần đứt tay đó nha. Nói rồi, không chịu nghe nè. Banh xác, let's go. Yo, mỏi tay rồi các bạn ơi, chắc là đã tới lúc chúng ta nên sử dụng cái sức mạnh thần kỳ thôi. Đúng vậy, auto đứt. Oh shit, từ từ.
auto click các bạn ơi. Đó, bây giờ mình cứ đứng đây để mà chờ qua ải mới thôi các bạn ơi, chứ mình đâu cần phải làm cái gì nữa đâu. Rồi đây rồi, bánh xét. Oh shit, bây giờ chuyển sang màu xanh rồi. Yo, anh Blue các bạn ơi. Blue trong gang bảo fan này đúng không? Oh my god, mình gặp quá nhiều kẻ thù trong thế giới này luôn các bạn ơi. Mình đã bảo rồi, những kẻ là dám cản bước mình đến với công chúa thì mình sẽ khiến cho chúng nó bánh xét mà. Oh my god, chúng ta đã đạt được cấp độ 24 rồi các bạn ơi. Ở đâu 23 rồi. Mình chỉ cần đứng yên như này thôi, chúng ta vẫn có thể lên cấp mình các bạn, không cần phải làm gì luôn. Yo, đã xuất hiện anh Blue siêu khổng lồ rồi các bạn ơi. Và nó đã có thể khiến cho mình mắc máu rồi. Đây chỉ là cửa cuối cùng đúng không? Trời ơi, anh Blue siêu khổng lồ này tặng 180 máu các bạn ơi. Yo, số máu mình đã xuống 550 rồi. Let's go, chúng ta đã bước vào con số 41 rồi. Yo, đây là mấy anh Naruto mà. Tại sao mấy anh Naruto đã làm như vậy với mình nhờ? Không biết là với sức mạnh này chúng ta sẽ đến được cửa số mấy nữa. Mấy anh Naruto này 120 máu à, mà thanh kiếm mình tặng 121 đam. Naruto của chúng tôi không chịu đi trở thành ninja lần 8 mà lại đi vào đây cướp công chúa của mình. Holy shit, Naruto khổng lồ các bạn ơi. Let's go, mình đã đạt được cấp 24 rồi các bạn ơi. Thanh máu của mình nó lại đầy nữa rồi. Holy shit, Naruto siêu khổng lồ đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Anh ấy tặng 360 máu lận. Không, mình bắt đầu sắp chịu không nổi rồi các bạn ơi. Trời ơi, chém ngoài không trúng vậy. Oh my god, chỉ còn 95 máu thôi. Không được rồi, chế hạn của chúng ta chỉ tới cửa 50 thôi là hết rồi. No, no, bánh sáng rồi các bạn ơi. Và mình đã có thêm một công chúa mới rồi sao? Yo, em công chúa này da đen hả? Và em này sẽ giúp cho chúng ta bước vào cửa số 41 luôn các bạn ơi. Và trong khi đấy thì chúng ta vẫn còn rất là nhiều công chúa để mà cứu luôn. Mà mình không có khả năng để mà cứu mấy em đấy rồi. Điều kiện khó quá các bạn ạ. Và trong số này thì mình thấy là khá là thích em Pha Lơi các bạn ơi. Chỉ có đợi được cửa 60 thôi là mình đã có thể đạt được em này rồi. Mình sẽ cố gắng cứu em này nha. Nhưng vì là cái thanh kiếm của mình nó lại quá yếu đuối các bạn ơi, mình không thể nào đi đến được cửa số 60 về thanh kiếm này được rồi. Chúng ta cần những thanh kiếm mạnh hơn, nhưng mình lại không có tiền. Yo, trời ơi, 25.000 tiền nữa à. Mình sẽ tiêu diệt bọn quái vật hết cả ngày mất. Thế thì không được các bạn ơi, để mình đi khám phá cửa hàng chất tiệt của nội coi. Cái gì đây, một thanh kiếm băng chỉ với 249 cái bút mà mình được tặng 300 đam cơ. Trời ơi, dăm ba mấy cái cơ bút này mình đâu có ngại đâu, miễn là các bạn giúp cho mình một like thôi các bạn vui là được. Đây rồi các bạn ơi. Ơ sao lại có mở trứng cái này, nó lại ra thanh kiếm băng à. Legendary, let's go. Đâu rồi, hãy xem siêu vũ khí của mình đây các bạn ơi. Đó, các bạn thấy gì chưa? Em Pha Lơi đang đợi mình đúng không? Để mình đi giải cứu em Pha Lơi nha. Ô, cửa 41 luôn nè, đấy. Các bạn không cần phải lo, mình sẽ giúp mấy bạn một tay. Ủa mấy bạn này sao kinh khủng vậy trời. Bạn này cấp 70 lần hả? Ơ vậy thì mình cũng đâu có cần làm cái gì đâu. Mình chỉ cần đứng một chỗ và đợi đến cửa 60 và mình bơi em Pha Lơi về nhà thôi các bạn ơi. Ồ, cấp độ 25. Naruto làm sao? Dăm ba mấy thằng Naruto này, mình không có sợ đâu. Let's go, cửa 47. Thôi được rồi, mỏi tay quá. Hãy sử dụng sức mạnh thần kỳ nào. Chém. Đấy rồi, cửa 50. Đây chính là cái cửa mà đã khiến cho mình tới giới hạn này các bạn ơi. Bây giờ chúng ta sẽ vượt qua giới hạn và thành lập một kỷ lục mới nha. Đâu còn ai nữa. Let's go. 51. Lũ chó bắt đầu đánh trong mình rồi ư? Oh no, oh no, đau quá các bạn ơi. Lũ chó này. Bạn ơi, ổn không bạn? Oh no, mình không ổn. Oh no, mình không ổn các bạn ơi. Oh my god, bọn này quá kinh khủng. Trời ơi, 59 rồi. Bạn ơi, hãy tiêu diệt chúng nó đi. Mình sợ lắm. Xin lỗi nha. Oh no, mình bắn sát rồi bạn ơi. Nó là tới của 59 nhân cơ mà. Tại sao sức mạnh của bút của mình nó là như vậy ư? Thật là tệ. Lũ chó khủng lồ bắt đầu xuất hiện rồi. Thanh kiếm của mình không chịu nổi. Let's go, đã cấp độ 28. Thanh máu của mình nó lại đầy cay rồi. 58 rồi, chỉ còn 2 cửa, 3 cửa nữa thôi. Oh no, oh no, oh no, mình chỉ còn 500 máu thôi. 59 nhân cấp bạn ơi, 2 cửa nữa. Đúng vậy chị ơi, cấp 70 cố lên chị ơi. Sẽ tiếp chị này một tay. Đúng vậy, chém chúng nó đi chị ơi. Let's go, 59 kết thúc. Đến mấy cửa cuối cùng rồi các bạn ơi. Em Pha Lơi đang đợi mình ở đây đúng không? Làm sao, làm sao? Oh no. Oh no, đúng rồi, bánh xác, let's go. Đây sẽ là con cuối cùng. Yes. Đó, như vậy là chúng ta đã đến với cửa 61 rồi. Em Pha Lơi đã thuộc về mình rồi các bạn ạ. À, hãy lấy em Pha Lơi về nhà nào. Đó, oh my god. Em Pha Lơi này các bạn ơi, trời ơi, em nó sợ ra nước mắt luôn rồi. Thôi, mình sẽ kết thúc cái ngày hôm nay ở đây thôi các bạn ơi. Dù sao thì mình cũng đã giải cứu thành công các cô công chúa rồi. Nếu mà muốn giải cứu tất cả các em ấy thì có thể là chiều nay mình sẽ không có video mất. Nên là mình sẽ gặp lại các bạn vào ngày mai lúc 6 giờ chiều nha. Đừng quên là giúp cho mình một like. Thì dăm ba mấy cái cơ bút này mình không có ngại đâu. Bấm lên cái kênh và bấm vào cái chuông kế bên nữa. Khi mà mình ra video mới, các bạn sẽ nhận được thông báo đầu tiên nha. Còn bây giờ thì chúc các bạn có buổi tối tốt lành. Bye bye.